Nga bảo lưu quyền rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Tổng thống Putin nói rằng Nga có thể rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc nếu Ukraine vi phạm các đảm bảo về an ninh trên Biển Đen. Nga bảo lưu quyền rút khỏi thỏa thuận nếu Ukraine vi phạm các điều khoản an ninh. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình ngày 2 tháng 11, thêm rằng Moscow sẽ không can thiệp vào quá trình vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ nếu rút khỏi thỏa thuận. Phát biểu được đưa ra vài giờ sau khi Nga xác nhận tiếp tục tham gia thỏa thuận ngũ cốc Ukraine. Moscow hôm 29 tháng 10 đình chỉ thỏa thuận và cáo buộc Kiev tập kích cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, đe dọa các chiến hạm thuộc hạm đội Biển Đen Hải quân Nga đang tham gia đảm bảo an ninh hành lang ngũ cốc. Phía Ukraine đã đảm bảo hành lang nhân đạo trên biển sẽ chỉ được sử dụng phù hợp cho các quy định của sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và quy định liên quan Trung tâm Điều phối chung JCC. Nga tin rằng những đảm bảo này là đầy đủ và tiếp tục thực hiện thỏa thuận. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 11 thông báo. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã đảm bảo bằng văn bản rằng sẽ không sử dụng hành lang nhân đạo cùng các cảng vốn được chỉ định để xuất khẩu nông sản, phục vụ cho các hoạt động quân sự chống lại Nga. Thỏa thuận dự kiến hết hạn vào ngày 19 tháng 11. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết Moscow chưa quyết định có gia hạn thỏa thuận sau thời gian này hay không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 11 cảm ơn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vì tích cực tham gia hỗ trợ bảo vệ thỏa thuận ngũ cốc. Ông Erdogan cho rằng Ukraine và Nga tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc là điều quan trọng với toàn bộ thế giới, kêu gọi Moscow và Kiev tăng cường nỗ lực ngoại giao, kết thúc xung đột bằng giải pháp phù hợp. Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian đàm phán được ký vào hồi tháng 7 nhằm góp phần ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do xung đột Ukraine. Thỏa thuận tạo điều kiện cho hơn 9,7 triệu tấn ngũ cốc được xuất khẩu thông qua các cảng của Ukraine. Nga triệu tập đại sứ Anh về vụ Anh giúp Ukraine tấn công hạm đội Biển Đen. Bộ Ngoại giao Nga sẽ triệu tập đại sứ Anh tại Moscow, bà Deborah Bronet, để nói chuyện về cáo buộc chuyên gia Anh giúp Ukraine tấn công hạm đội Biển Đen. Ngày 2 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ triệu tập đại sứ Anh tại Nga, bà Deborah Bronet, để trao đổi về cáo buộc của Nga rằng các chuyên gia Anh giúp lực lượng Ukraine tấn công các hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea vào hôm 29 tháng 10 bằng máy bay không người lái UAV, tờ The Guardian đưa tin. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, những hành động này được tiến hành dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Anh. Về vấn đề này, đại sứ Anh Bronet sẽ sớm được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga. Bà Zakharova cho biết, phía Nga sẽ trình bày các bằng chứng về sự liên quan của Anh cho đại sứ Bronet xem. Trước đó, phía Moscow cáo buộc một đơn vị hải quân Hoàng gia Anh chỉ đạo hoạt động tấn công của Ukraine từ cảng Ochakiv, tỉnh Mykolaiv, miền nam Ukraine. Sau đó, Anh cũng đã bác bỏ cáo buộc của Nga. Vụ hạm đội Biển Đen bị tấn công bằng UAV đã khiến Moscow đình chỉ việc tham gia vào thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, vốn do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này sẽ tái gia nhập thỏa thuận, chấm dứt tình trạng bế tắc có nguy cơ làm bùng phát cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Trước đó, Nga cũng đã cáo buộc Hải quân Anh chỉ đạo và điều phối các cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở trên biển hồi tháng 9, dù không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Đáp lại, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng cáo buộc của Nga nhằm đánh lạc hướng về tình hình ở Ukraine. Người phát ngôn này nói, rõ ràng là chúng tôi đang theo dõi tình hình một cách cẩn thận, nhưng không nên để bị cuốn vào những luận điệu đánh lạc hướng này. Ukraine biến xe bán tải thành bệ phóng tên lửa đáng gờm. Tại một địa điểm bí mật ở Ukraine, các kỹ sư làm việc suốt ngày đêm để biến những chiếc xe bán tải trở thành vũ khí hiệu quả chống lại lực lượng quân đội mạnh hơn nhiều của Nga. Powell và đội pháo binh của Anh không phải mất nhiều thời gian để phá hủy một mục tiêu của Nga. Có khả năng tấn công từ tầm xa, đơn vị ba thành viên của Powell đã làm rung chuyển các trụ sở tạm thời và các bãi chứa đạn dược của Nga trên khắp chiến tuyến khốc liệt nhất ở Kherson. Nhưng đội của Anh này không được trang bị bệ phóng tên lửa HIMARS siêu chính xác hoặc là những vũ khí tối tân tương tự. Thay vào đó, ở phía sau chiến tuyến phía Nam là một nhà máy bí mật, nơi mà các kỹ sư làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo những thành viên trong đội của họ ở chiến tuyến có vũ khí quân sự và cần thiết để phản công giành lại Kherson. Theo nhóm phóng viên của Telegraph, vốn được cho phép tiếp cận vào cơ sở này khi Powell đến thăm để kiểm tra tiến độ của chiếc xe bán tải đang được chuyển đổi để trở thành vũ khí hiệu quả. Bên trong xưởng đang có hai chiếc xe Nissan và Mitsubishi nguyên sơ. Chúng đã được sơn màu rằn ri, xanh ô liu đặc trưng của Ukraine, nhưng khu chở hàng đã được dỡ bỏ.
Đây không phải là một dây chuyền sản xuất công nghệ cao, nhưng các kỹ sư giải thích rằng họ có thể chuyển đổi ít nhất một xe tải mỗi tuần. Khi Powell quan sát những người thợ cơ khí, thấy họ đang hàn một giá đỡ gắn vào khung gầm xe tải. Phía bên kia là các ống phóng sau này sẽ phóng ra tên lửa 122 ly. Rất nhanh nhẹn, các lực lượng vũ trang Ukraine có thể đưa những chiếc xe bán tải đã cải tiến này đến các vị trí mà các hệ thống phóng tên lửa khác không thể tiếp cận, khai hỏa vào lực lượng Nga và thoát ra ngoài trước bất kỳ đợt phản pháo nào của Moscow. Powell cho rằng điều này khiến những chiếc xe bán tải đã được cải tiến thậm chí còn hữu ích hơn HIMARS, hệ thống tên lửa Mỹ hỗ trợ cho Ukraine, vốn đã giúp thay đổi cán cân chiến tranh theo hướng có lợi hơn cho Kiev. Thiết bị này hữu ích hơn nhiều khi mà bạn đang ở cách quân đối thủ chỉ vài km, ông nói với Telegraph. Theo ông, việc mang HIMARS hoặc các bệ phóng tên lửa khác rất nguy hiểm vì có thể bị phía Nga nhanh chóng phát hiện. Với những chiếc xe bán tải này, bạn ra vào nhanh chóng mà không cần các bệ phóng lớn, vì ngay cả trước khi bạn khai hỏa, đối phương thường xuyên phát hiện bạn bằng ống nhòm và có thể đáp trả ngay, ông cho biết thêm. Ông Powell giải thích rằng những người lính pháo binh dày dặn kinh nghiệm nhất có thể tấn công từ phạm vi gần 10 km đến mục tiêu trong bán kính 0,5 đến 1 m. Mỗi đội bắn bao gồm một người nạp tên lửa, người điều khiển máy bay không người lái UAV giám sát vào một mục tiêu để định vị các bệ phóng. Powell, một lái xe, cho biết đội của anh trong một lần thực hiện nhiệm vụ đã len lỏi tới sát sườn quân Nga, chỉ còn cách họ khoảng 1,9 km trước khi bắn pháo. Tuy nhiên, không chỉ những vũ khí cơ động cao này đang được chuyển đổi trong nhà máy. Tại một phân xưởng liền kề, một hệ thống Grad 4 ống phóng đã hoàn thiện, lớn hơn nhiều và được trang bị ở phần sau của một chiếc Mercedes. Imok đang sẵn sàng được điều động đến tiền tuyến. Hệ thống này đã được gửi lại cho nhóm điều chỉnh sau khi ban đầu được triển khai vào mùa hè. Nhưng bây giờ, các kỹ sư tin rằng chiếc xe vận tải chuyển khổng lồ này sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhà máy cũng sản xuất giá treo cho súng máy kiểu MG42 trên xe tải được sản xuất tại Nam Tư và vẫn được quân đội Ukraine sử dụng cho đến nay. Lợi thế cho Ukraine. Vào đầu cuộc chiến, Nga có lợi thế về hỏa lực lớn hơn so với Ukraine khi mà lực lượng pháo binh của Moscow đông hơn gấp 50 lần so với lực lượng của Kiev. Nhưng trong những tháng gần đây, tình hình đã thay đổi. Việc cải tiến những thiết bị cơ khí thành vũ khí của Ukraine và nguồn vũ khí tài trợ của phương Tây đã giúp quân đội Tổng thống Volodymyr Zelensky có được những lợi thế về pháo binh, tên lửa và UAV ở khu vực phía Nam Kherson. Không giống người Nga hiện đang sử dụng pháo binh một cách tiết kiệm hơn, Ukraine có thể sử dụng ưu thế trên không và tầm xa để tạo lợi thế trên thảo nguyên bằng phẳng ở phía Nam. Ukraine hiện đang áp sát thành phố Kherson, thủ phủ duy nhất của khu vực mà Nga kiểm soát kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24 tháng 2. Cuộc phản công của chúng tôi là không thể ngăn cản, ông Powell nói, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết có thêm các hệ thống vũ khí để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, tướng Kirilo Budanov, giám đốc tình báo quân đội Ukraine, cho biết có thể phải mất ít nhất một tháng nữa để mới có thể giành lại quyền kiểm soát Kherson. Nga có những đội quân được huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu nhất để chờ các lực lượng Ukraine tiến vào thành phố, ông nói.